đón nghe chương trình đọc hồi ký Đại học máu quyển 2 của Hà Thục Sinh. Kính thưa quý thính giả, hôm nay gửi đến quý vị đoạn cuối của phần thứ 53. Trong lần lên lớp học tập chính trị đợt 10 ngày hồi tháng 10, lúc ấy Vĩnh còn nằm ở bên bệnh xá, thì ở nhà Đạo đã bị bắt vào Connect. Dĩ nhiên là Vĩnh không có biết hết sự việc, nhưng mà qua lời kể lại của các bạn bè, anh hiểu là lý do Đạo nằm Connect không có oan tí nào. Trên hội trường, trong một bài học, giáo viên giảng rằng ở miền Bắc xã hội chủ nghĩa nước ta, để tỏ lòng căm thù bọn Mỹ ngụy, thì có rất nhiều nhân dân ta đã đặt tên cho chó ở trong nhà là Kennedy, là Johnson, là Nixon, là Thiệu, là Kỳ, vân vân. Về phòng, chẳng ai cấm được một thiếu úy ở cái tuổi 22 trong cái cơn bực mình đã phát ngôn linh tinh rằng hồi tôi sang tu nghiệp ở bên Mỹ, tôi cũng thấy cái bọn xâm lược Mỹ đã tỏ ra là cực kỳ phản động bằng cách là chúng dám lấy tên của các lãnh tụ vĩ đại như là Marx, Lenin, Stalin, Bunny, Mao, thậm chí là cả tên Bác Hồ kính yêu của ta mà đặt cho cái lũ đười ươi ngay trong cái sở thú của Hoa Thiện Đốn đấy. Câu phát ngôn linh tinh của Đào được một đấng anten đem mắt với lại khung, và thiếu úy Trần Hướng Đạo vào nằm Connect mịt mù cho tới nay. Khi Vĩnh rời bệnh xá trở về trại hồi cuối tháng 10, thì nghe tin Đạo bị đánh đập dữ lắm, sau đó thì bị đem sang giam bên K2. Không ngờ hôm nay Lưu tiết lộ Đạo đã được đem trở lại Connect của K5. Thốt nhiên Lưu mới hỏi: "Ê, mày nghĩ liệu là phái đoàn quốc tế nào sẽ ghé thăm đây như là tin đồn không? Ở đội tao thiên hạ bàn tán dữ lắm, chỉ có mấy anh tái già là giữ yên lặng tối đa mà thôi." "À, nhưng mà ông bác sĩ Phát cũng nói bạo đấy chứ. Tối qua tao nghe nói chuyện với lại ông ấy nói lung tung hết. Tao có cảm tưởng như là sáng nay trại này sẽ phải tràn ngập cái bọn mũi lõ mắt săn rồi đó nha." Lưu bỗng cười khẽ hỏi: "À, ông bác sĩ Nguyễn Tuấn Phát ấy à?" "Ừ." "Mày cũng quen với ông già hồi xuân đấy à?" "Chứ sao." Lưu chẳng hỏi thêm, và Vĩnh cũng chẳng muốn nói chuyện trò gì thêm cả. Anh ngồi ngó nắng, đầu óc nghĩ ngợi lan man. Có lúc Vĩnh lại nghe thấy Minh và Lưu bàn đến con heo đem chôn khi sáng. Một lúc sau họ lại bàn đến cái trận bóng đá đã diễn ra trên màn ảnh nhỏ đêm nay giữa đội Thiên Tân của nước Trung Quốc anh em vĩ đại và đội Hải quân của thành Hồ. Toàn cây nhà lá vườn như là Cù Hè, Cù Sinh, Tam Lang, vân vân. Trận đấu sẽ được trực tiếp truyền hình từ sân Thống Nhất, tức là sân Cộng Hòa cũ. Vĩnh ngồi như thế ngoài khu rèn cả một buổi trưa, cho đến khi anh Huy xuất hiện ở trước cửa hội trường, tay cầm cái chổi để Vĩnh biết rằng là giờ lao động sắp sửa tới. Hội trường K5 gồm hai dãy nhà tôn được gắn dính vào nhau. Nó có nhiều và có chiều dài 15 mét như tất cả các dãy nhà khác, và chiều rộng chừng 12 mét. Nên hội trường đắp bằng đất. Bên trong phía trên có một sân khấu cố định. Bàn thờ thủ cấp của Hồ Chí Minh không có đặt ở trên sân khấu, nhưng mà đặt trên một cái tủ tam cấp kề sát một bên vắt của hông hội trường. Hình như là bọn chỉ huy K5 muốn rằng là mỗi chiều đến là phải có nhiều trăm con mắt của lũ tù đồng hướng về và hướng lên bảng cái bức tượng ảnh của bác kính yêu, nên chúng cho đặt cái TV 12 inch ngay ở dưới cái nấc kệ thứ hai của tam cấp. Những ngày thường giờ xem TV thì thực tế không có lôi cuốn được cái lũ tù. Chập choạng tối kiếm được một cái lõ nho nhỏ đốt tí củi hoặc là nấu tí nước sôi, ngồi quây quần tán gẫu với nhau vẫn thú vị hơn là phải xem đi xem lại mãi với mấy cái trò rối nước, mấy cái tin lao động toàn là vượt chỉ tiêu của nhà nước. Tuy nhiên thì chiều tối thứ bảy thì khác. Lên muộn một tí nhất định là không có thể tìm ra được một cái chỗ ngồi, chỗ đứng ở trong cái hội trường. Màn cải lương chiều thứ bảy dù gì vẫn còn nhiều ma lực đối với lại bọn tù. Đặc biệt bữa nào có những cái gắn hát gồm toàn những là đào kép cũ thủ diễn. Có thể chẳng mấy ai còn thích gì những cái giọt nước mắt của các cô đào
đã bị tăm tiếng một thời như là Thanh Nga, Lệ Thủy, Bạch Tuyết. Nhưng những cái tiếng cười, câu diễu, lời cương của những anh hề Văn Trung, Thanh Việt, Phi Thoàn, Hoàng Giang vẫn có khả năng làm cho những cái tâm hồn tù nguôi ngoai được một phút phần nào phiền muộn. Ấy là chưa kể là có năm anh hề cương một cách phản động, trông thấy. Bọn tù nhiều lúc không khỏi giật mình lo âu nhưng khoái cho một vài anh hề cải lương, chẳng hiểu cố tình hay vô ý đã cương những câu còn nặng hơn cả là tội chửi cha chế độ. Đêm nay hội trường K5 còn đông hơn cả những cái chiều thứ bảy. Từ 4 giờ chiều khi những cái toán lao động bên ngoài trại đã lai rai trở về thì hội trường đã hầu như không còn một chỗ trống. Những người lao động tại trại, bọn ăn nuôi, bọn ốm bệnh, các tổ đan tre đã mỗi người một cái ghế gỗ đâm bổ lên hội trường cắm dùi một chỗ ngồi. Có những anh sợ mất chỗ đem luôn cái phần bột mì luộc của mình lên ngồi nhai ở trên hội trường ngay từ cái lúc phát đồ ăn vào lúc 5:30. Hầu như là ai cũng náo nức mơ sớm tới cái giờ khai mạc trận đấu bóng giữa hai nước Việt và Tàu Cộng. Cũng như hầu hết người Việt Nam vẫn mê bóng tròn, nhưng mê gì thì mê, anh không thể nào chui vào ngồi giữa một cái rừng người chen chúc trong cái nhà tôn nóng như là hỏa lò thế kia được. Lúc bóng chiều đã đổ xuống khắp nơi, những tiếng reo hò nhắc nhở bạn tù có nhiệm vụ trực máy mở tủ để bắt tivi thì Vĩnh và Toàn mới bắt đầu rời phòng ngủ ra đứng ngoài khuôn viên trước cái sân của hội trường. Đứng nơi đây trong lúc chờ xem tivi thì hai người có thể nghe thấy nhiều câu chuyện thời sự được anh em tụ năm tụ ba bàn tán với nhau. Những câu chuyện họ nói tới dù sao cũng không thể vượt xa hơn là chuyện đã được ăn thịt heo, chuyện phái đoàn quốc tế có thể ghé thăm, chuyện nay mai sẽ được phát quần áo sọc để chính thức tù hóa những cải tạo viên của chế độ. Trong những cái lời bàn tán ấy, Vĩnh còn nghe thấy một tin đồn. Theo đó nay mai sẽ có một số đông tù binh Việt Nam Cộng Hòa từng bị bắt trước 30 tháng 4 75 được chuyển từ Bắc vào Nam. Rồi thì những câu chuyện như vậy bắt đầu chấm dứt khi TV được bật lên. Cái hoạt cảnh con rối nước vừa rẻ tiền vừa quê mùa cật cỡn do cái bọn văn nô Hà Nội chế biến gần đây được phổ biến và thông tin bằng cách dùng làm mục chuyển tiếp giữa các chương trình đã cho mọi người biết giờ trực tiếp trận đấu bóng tròn sắp tới. Những trận đấu giữa các đội tuyển Nam Bắc trước đây do vậy lại có dịp để mọi người đề cập đến đủ thứ phe lê. Dĩ nhiên là sự phê phán mạnh mẽ nhất vẫn nhắm vào cái bọn cán bộ chỉ đạo cái nền bóng tròn hiện nay, luôn luôn làm áp lực với các cầu thủ gốc ngụy phải bán độ mỗi khi có dịp thi đấu với các đội tuyển miền Bắc như đội tuyển Quân đội Nhân dân, đội tuyển Công an Nhân dân thành phố Hà Nội. Việc anh em Cù Hè bị treo giày chỉ vì quyết liệt trả đũa cho bọn cầu thủ Công an chơi xấu lấy thịt đè người. Việc mỉa mai bọn dìu dắt các đội băng của Hà Nội lúc nào cũng khoe khoang ở trên mặt báo là thì rằng các vận động viên của đội có ưu điểm nổi bật là ai cũng có một thể lực thật là tốt. Rồi thì trên trận đấu cũng đến giờ. Non 1000 cặp mắt thụt sâu vì đói ăn đều hướng về phía cái màn ảnh nhỏ trắng đen bé tí kia để theo dõi một cái trận đấu vĩ đại giữa hai nước anh em vĩ đại. Qua cái lời giới thiệu của tay sứ ngôn viên trực tiếp truyền đi từ vận động trường, bọn tù được biết đội Thiên Tân là một trong những 4 đội bóng xuất sắc nhất của Tàu Cộng. Kể từ trận đấu giao hữu đầu tiên ngoài Bắc, đội tuyển này đã thua đội tuyển Công an Nhân dân thành phố Hà Nội trong một trận đấu không lấy gì làm gay go với tỷ số 3-1. Trong quá khứ thì đội tuyển Công an thành phố Hà Nội lại từng thua đội Hải quan Sài Gòn nhiều lần rất đậm đà. Thành thử là bọn tù cầm bằng kỳ này là đội Thiên Tân có thể lấy cái cần xế mà đựng và đem về trên tàu. Lúc trận đấu thực sự mở màn thì cổng trại bỗng bật mở. Chẳng hiểu lý do gì bọn vệ binh từ trên khung lũ lượt kéo vào. Vĩnh thầm đếm và thấy chúng đông trên một tiểu đội. Trời đã tối nhưng mà Vĩnh vẫn có thể nhận ra trong số đó có vài thằng quản giáo. Bọn chúng vượt qua cổng rồi kéo thẳng vào hội trường đã đầy nghẹt người. Một tên trong bọn chợt nói lớn với mọi người. Máy của khung bị cố sự cố kỹ thuật. Yêu cầu các anh ngồi ở phía trên kia nhường một cái khoảng trống cho cán bộ và các anh vệ binh ngồi xem đấu bóng nhé.
Vĩnh và Toàn thực tế không có theo dõi trận đấu một cách tích cực. Cả hai đứng ngoài sân nói chuyện, lâu lâu thì nghiến chân nhìn vào trong hội trường. Dù ơ hờ nhưng cũng có lúc lòng Vĩnh sôi lên cùng với lại tiếng reo hò tở mở của anh em. Đốn, 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 tổ cha nhà nó, đốn chết mẹ nó đi. À, ba tàu chơi xấu rồi nha, đốn giò, bắn nắn bộ mẹ nó đi. Trong cái cơn hăng máu yểm trợ gà nhà, lũ tù ngụy còn đấm áo ào ào vào cái vắt hoặc là đấm lên người nhau để mà tỏ lộ cái niềm cảm xúc của mình. Anh chàng sướng ngôn nhiều lúc như là sợ người anh em Trung Quốc vĩ đại buồn, tường thuật có hơi thiên vị một chút xíu, bị lũ ngụy hò hét chửi rủa sùm. Những cái từ ngữ chuyên môn và rất lạ tai của làng bóng tròn miền Bắc được sử dụng qua cái giọng tường thuật đều biến thành những cái thứ gia vị cho những cái lời chửi bới thật là đậm đà của lũ tù. Học khe, học cái con mẹ nó à? Ờ, lật cắn à, lật cắn con vợ nó ra à? Những cái tiếng reo hò đang vang lên hòa với những cái tiếng đập ầm ầm vào vắt tôn bỗng lắng hẳn xuống vì một tiếng súng nổ trong một góc hội trường. Tiếp theo đó là một tiếng thét lớn: các đồng chí vệ binh rút ngay ra khỏi hội trường, cảnh giác các bọn phản động nam loạn. Vĩnh đứng ngoài và nghe rất rõ câu ra lệnh này. Toàn bản tính cẩn thận, muốn tránh vạ vịt, kéo ngay tay Vĩnh trở về phòng. Nằm trong phòng, Vĩnh và Toàn vẫn có thể nghe rất rõ cái sự náo động ở trên hội trường. Tuy nhiên thì cái sự náo động ấy chỉ kéo dài chừng 5-7 phút rồi tắt ngấm. Kế nữa là giọng một tên cán bộ quản giáo vang lên: cái tạo mà như thế à? Đá chết ai? À, đánh bỏ mẹ ai? Anh nào à, giỏi bước ra đá bỏ mẹ thử xem nào. 10 phút sau thì hội trường tan hàng và trận đấu bỗng bị cắt ngang không cho tù coi nữa. Đây là hậu quả của cái sự phát ngôn linh tinh mà bọn tù đã vi phạm trong cái lúc được hưởng ân huệ xem truyền hình dưới chế độ mới trong tù. Toàn và Vĩnh vừa nằm nói chuyện lan man, vừa lắng nghe tiếng mũi vo ve, tiếng động, tiếng nói móc, tiếng nói méo, tiếng bàn luận về đủ mọi thứ chuyện của anh em tù đang lũ lượt rời hội trường, tìm về những cái dãy phòng ngủ nóng bức chật hẹp. Hơi đất ẩm bốc lên, quyện với cái mùi mồ hôi, cái mùi chua mốc của quần áo cũ làm Vĩnh thấy khó chịu. Một vài anh em cùng tổ với Lê Vĩnh đã về tới. Ai cũng có vẻ luyến tiếc và mệt nhọc. Họ xà xuống chỗ nằm. Anh Huy chợt lết tới chú Vĩnh. Anh mới nói: hơi Vĩnh à, khi nãy đó tôi thấy tụi nó lôi một cái thằng ra khỏi Connect và đem thẳng lên một cái chiếc xe Jeep đậu sẵn ở ngoài cổng đó mày. Vĩnh mới giật mình nghĩ ngay thế nào. Toàn mới chen vào: à, hình như là chuyện sẽ có một phái đoàn quốc tế ghé thăm là thật đó mày. Tôi có nghe họ nói là trong 2 ngày nữa khung họ sẽ cho ra lệnh để dập hết những cái connect đặt ở phía trước các ca đó, nhất là chạy suối máu này đó. Anh Huy nói như là tự hỏi: à, và như là do đó mà những cái người bị giam connect phải được lôi đi trước khi là cái chuyện dẹp bỏ những cái connect được thực hiện à? Không ai trả lời câu hỏi của anh Huy. Thực lòng thì Vĩnh muốn góp chuyện cho vui, nhưng mà biết gì chắc chắn mà góp đây. Chỉ một ngày đã có nhiều quá nhiều chuyện chạy ra trong cái nơi này. Nào là cái chuyện ăn thịt heo, chuyện phái đoàn quốc tế đến thăm, chuyện người bạn trẻ Trần Hướng Đạo được đem về rồi lại bị đem đi, chuyện Thảo kháng thư, chuyện đấu bóng tròn và chuyện nổ súng giải tán cái lũ ngụy xem tivi ở trên hội trường. Nhiều chuyện quá, cứ chạy theo có sự kiện mà luận thì hẳn có ngày mà điên thôi. Vĩnh ngồi dậy tính rủ Toàn bước ra ngoài sân cho mát thì bỗng nhiên cả đám là giật mình vì một loạt súng khác nổ ở ngoài phía cổng trại. Tiếp theo là tiếng chân chạy rần rần nơi cái phía vườn thuốc nam. Có nhiều tiếng la: đứng lại, đứng lại. Anh em nằm trong cái dãy nhà một đều tìm cách nhìn ra ngoài. Nhưng vì trời tối lại bị dãy hội trường chắn mất tầm nhìn cho nên chẳng mấy ai biết rõ là chuyện gì đã xảy ra. Mãi một lúc sau đó thì chuyện súng nổ và chuyện rượt đuổi mới được loan truyền khắp nơi. Khi có mấy anh bạn tù bị trói đưa lên ban chỉ huy trại với tang vật còn nồng mùi hôi thối. Lúc Vĩnh bước ra ở cái bờ giếng, anh thấy nơi vườn thuốc nam của ông bác sĩ Triển có nhiều ánh đèn pin và nơi cửa chỗ những cái người bị bắt giữ còn đứng đợi lệnh thì Vĩnh thấy có cả Minh Chuột, Mai Mặn Lưu và một người rất quen mặt làm trong đội ăn nuôi. Một giọng nói chợt cất lên từ đám đông nơi bờ giếng:
vẫn có thể nhận ra giọng ấy thật dễ dàng. Đó là giọng Phạm Xuân Đồng. Quân phản động à? Heo chôn để làm mắm cúng bạn học của tao mà chúng nó còn đào lên để mà chia chác với nhau. Thưa quý vị thính giả, hôm nay gửi đến quý vị phần thứ 54. Đúng 10 ngày Tết, trước cái Tết thứ 3 trong tù thì Vĩnh lại kiếm ra được chuyện để được đi bệnh xá. Việc đi bệnh xá vì chứng ho lao ra máu của Vĩnh xảy ra vào lúc toàn trại Suối Máu, đặc biệt là K5, đang nháo nhào lên vì mấy sự kiện sau đây. Thứ nhất là tù được phát đồ sọc đúng như là tin đồn. Thứ nhì là chừng 20 người từ Bắc được đem vào và được để ngủ tạm ở trên hội trường 5 một đêm. Thứ ba là một trung tá nghe nói là người từng xin rời Mỹ trở về Việt Nam bằng tàu Thương Tín, bị giam ở Chí Hòa và hiện được chuyển vào K5, nằm chung với lại đàn anh ở đội 20. Buổi chiều trước khi rời cổng K5, trong lúc đợi ông Triển về phòng sửa soạn vài thứ cần thiết để mà dẫn Vĩnh lên bệnh xá, Vĩnh may mắn hết sức là được trò chuyện đôi ba câu với lại anh em được chuyển từ Bắc vào. Đang loay hoay buộc lại cái túi quần áo trước cửa hội trường, vì có người mới đến tạm chiếm ngụ, những người cũ bị cấm chỉ bén mảng vào hội trường và hai bên không có được liên hệ qua lại với nhau, thì một anh bạn tù ở bên trong hội trường bước ra, chỉ vào mấy người cũ đang kéo nước ở ngoài bờ giếng, mới hỏi Vĩnh: "Ờ, sao ở đây trông thấy mấy ông hèn quá vậy?" Vĩnh chới với về cái câu nói báng bổ của người anh em. Chưa kịp trả lời thì người anh em đã tiếp luôn: "Ở ngoài Bắc tụi tôi tối kỵ là đội cái bô đi ỉa kia mà lên đầu đấy nhá. Hà rằng là đội nón đội mưa đi lao động." Dù chơi với nhưng mà Vĩnh không có khỏi, không có thích thú trước cái lối nói thẳng thừng và ví von lạ tai của người anh em mới từ Bắc vào. Chính Vĩnh cũng nhiều lần thấy gai mắt trước cái cảnh là mấy anh già bần tiện. Từ buổi bọn hậu cần thảy xuống các đội một lô cái nón cối cũ rách của cái lũ bộ đội phế thải, đã chia chác giành giật bắt thăm để có được một cái nón cối rách đội ở trên đầu. Bản chất cái nón cối nào có xấu đâu, nhưng mà trong cái hoàn cảnh hiện tại, suốt ngày đội lụp sụp cái nón cối phế thải của kẻ thù ở trên đầu, trông nó tệ hại và khó coi làm sao ấy. Những người anh em ngoài Bắc mới được đưa vào, quả tình chưa có rõ họ thuộc thành phần nào, nhưng mà với cái lối nói bộc trực của họ thì Vĩnh có cảm tình tức thì. Nghĩ ngợi chút ít thì Vĩnh mới đáp: "Đồng ý là hèn, ở đây chúng tôi đều hèn cả anh ạ. Có hèn mới tự động dẫn xác đi nộp cho cách mạng chứ. À, còn các anh sao vậy? Sao lại được chuyển vào Nam vậy?" Một người khác cũng từ trong hội trường bước ra, trả lời thay người bạn của anh ta bằng một câu ngắn ngủi: "Tụi này đó, thằng nào đó là cũng ở trên 10 năm cả rồi, chúng nó là hết gạo nuôi nên phải thả thôi." Chuyện trò được chưa đâu vào đâu thì ông bác sĩ Triển đã xuất hiện trước cửa hội trường. Ông mới lên tiếng dục Vĩnh: "Thôi đi, đi thôi, liên hệ linh tinh nó coi chừng mà cả tôi mang giả dịch như bây giờ đó, thôi đi." Những cái người mới đến nghe thấy ông bác sĩ Triển nói thì đều bĩu môi bỏ vào trong. Vĩnh mệt mỏi vác cái túi quần áo của mình lên vai, lầm lũi bước đi theo ông Triển, sau khi lặng lẽ giơ tay chào mọi người. Trên con đường từ K5 lên bệnh xá, Vĩnh vừa đi vừa nhìn ngắm cái bộ quần áo sọc mà ông Triển vừa diện lên người. Bộ quần áo có hai màu, xanh trắng, may theo cái kiểu bà ba. Sọc dạy theo chiều dọc và chiều ngang của sọc to gần gần một gang tay. Áo không có khuy nhưng có dây buộc. Trước mắt Vĩnh quả thực cái bộ quần áo đã không hề làm cho ông Triển lạ lẫm hơn tí nào. Ông vẫn là ông Triển của mọi ngày, chậm rãi, đẹp lão, sạch sẽ, hơi khó tính với anh em và rất lễ lộ với lại bọn vệ binh gác cổng. Vĩnh chợt lên tiếng hỏi: Cái ông về bằng tàu Thương Tín được đưa vào nằm ở phòng của bác sĩ phải không bác sĩ?" "Ừ." Ông Triển lầm lũi tiến bước nhưng mà đáp khẽ như vậy. Cấp bậc gì vậy?" "Ở thiếu tá." "Nghe nói là trung tá mà." "Ừ, cái lão trung tá còn nhốt ở Chí Hòa. Họ đưa về đây đó được thiếu tá, một thiếu tá thôi, nghe nói đâu đó là 2-3 anh cấp úy nữa. Cái đám cấp úy hình như là đưa sang K1 hay là K2 gì đó." Sao họ về làm gì hả bác sĩ nhỉ?" Ông Triển đã trở lại với sự im lặng cố hữu của ông. Ông không trả lời câu hỏi của Vĩnh nữa.
Lúc hai người đi tới cái chỗ ngã rẽ của góc K3 thì một sự việc xảy ra làm cho ông Triển chùn bước đứng sát vào lề đường. Vĩnh dừng lại theo ông. Trên đường xế trước cổng K3, hai ăn tù trọng tuổi đang đứng nghiêm bên cạnh một cái thùng phân rất lớn, có quang, có gắn đầy đủ để lắng nghe một cái thằng vệ binh chửi rủa. Cái cảnh này gần đây không có còn xa lạ gì với lại cái tù cải tạo Suối Máu. Chửi không mà ăn thua gì, ở K5 chúng còn bắt quỳ ôm cái cột đèn nữa chứ. Thấy ông Triển tự dưng đứng dạt vào một bên, Vĩnh mới thầm thì, hey, đi cho rồi bác sĩ, chả nhẽ nó đứng lại để mà thưởng thức thêm cái cảnh này hay sao? Ông bác sĩ Triển không trả lời. Tất nhiên là Vĩnh giật mình vì một câu chửi lạ tai của thằng vệ binh vừa cất lên. Mày đó, cái thằng già này này nè, từ lâu rồi đó tao đã chú ý đến cái nông mày đó, cửa rậm rạp của mày đấy nhá. Lội cái nông mày thôi nữa là trông cũng đã là muốn đánh đòn rồi. Nhìn Vĩnh nhìn người bị chửi thì ông ta chừng khoảng chừng 50 năm tuổi, râu tóc đã bạc nhiều. Vĩnh chú ý nhìn kỹ và nhận ra ông có một bộ lông mày lưỡi mác rất là rậm. Không hiểu sao ông không trả lời ra sao mà thình lình cái thằng vệ binh sốc lại đập luôn một cái báng súng vào mặt ông. Đến lúc này thì Triển có vẻ đã hết e dè. Ông Quang bước tiến lên, Vĩnh vội vã đi theo. Lúc bước qua gần cái chỗ thằng vệ binh đứng, dù nó không có hề để ý tới, ông Triển vẫn lột thật nhanh cái nón lá rồi cúi xuống chào. Vào tới bệnh xá thì giờ phát cơm chiều đã chấm dứt. Những cái bếp con từ mấy cái dãy phòng bệnh nhả qua cửa sổ những cái sợi khói mỏng manh. Nơi hàng rào bên hông dãy cách ly, chỗ tiếp giáp với lại K30, tức là cái khối mộc, Vĩnh nhận ra mấy người bạn cũ. Trong số có cả Nông Hải Sơn đang lúi húi nấu cứ. Vĩnh được dẫn thẳng vào phòng để mà nhận bệnh. Giờ này thì mấy ông bác sĩ cũng đang mỗi người một phần ăn, ngồi bỏ, mặt quay vào vắt nhàn nhã nhai cái khẩu phần của mình. Thấy ông Triển và Vĩnh, bác sĩ Châu mới nhanh nhẹ bỏ cái bát đũa đứng lên. Ông nhìn ông Triển hỏi, khỏe không anh Triển? Ông Triển mới hỏi, cũng nhàn nhàn vậy thôi. Lấy đoạn thì ông chỉ vào Vĩnh, bàn giao với các ông cái trung tâm y tế toàn khoa này nha. Tổ bác sĩ Ngụy ở đây đã quá rành về Vĩnh. Duy lần này thì có lẽ có một điều họ không có hề biết, ấy là Vĩnh đã thực sự ho ra máu. Hôm nay bác sĩ Châu trực, thành thử ông đứng lên đưa thẳng Vĩnh xuống cái khu cách ly như là đưa một bệnh nhân đã quá quen thuộc. Vĩnh đặt đồ đạc vào đúng cái giường nằm lần trước. Cả khu cách ly chỉ còn lại một mình Trung Văn nhỏ. Thấy Vĩnh nhỏ mừng ra mặt, anh cuống cuồng lên bên cạnh anh Vĩnh. Nằm đây nè, nằm đây nè, nằm gần đây cho vui nè. Cái chỗ đó mưa tạt dữ lắm đó. Vĩnh chưa kịp trả lời nhỏ thì ông Châu đã dặn dò. Vĩnh anh thôi, tôi biết rồi, kỳ này đó cho nằm mệt mùng luôn. Bây giờ nhập băng với thằng nhỏ, anh uống cái gì đi. Tôi ăn cơm xong sẽ đo máu hoặc là nghe lại cái mạch máu xem sao đấy nha. Chỉ nói có thế rồi bác sĩ Châu lui gót. Dù đã được nhỏ khuyến cáo cái chỗ nằm bị mưa hắt nhưng mà Vĩnh vẫn không có đổi ý. Nằm ngay mé cửa dù gì thì cũng thoáng hơn, chui sâu vào phía trong ngộp chịu không có nổi. Vĩnh nhìn sang cái giường trống ngay bên cạnh, đó là nơi ông cụ Nguyễn Thụy Hòa đã nằm trước kia. Ông Hòa đã chết hôm 17 tháng 12 vừa rồi. Vĩnh đã được nghe anh em kể lại cái chết đau thương của ông. Lúc đầu thì trước khi chết, đầu ông rụng không còn một sợi tóc và thân thể chỉ là một cái bộ xương khô. Trước khi chết, ông được biên thư về nhà nhắn người lên thăm. Tuy nhiên vì viết không đúng với lời nội quy quy định, tên quản giáo trại bệnh kiểm duyệt và xuống hoạt hoại ông. Ông chửi lại và đêm đó ông mất. Chiếc giường trống bên cạnh như nhắc lại bao nhiêu kỷ niệm Vĩnh có với ông cụ Hòa trong cái lần nằm trước đây. Chú Vân nhỏ chợt lên tiếng hối thúc. Tôi đang nấu mì đây nè, lại đây sửa soạn tụi mình đá một bữa mì đánh dấu một ngày hội ngộ nha. Nằm một mình nó buồn thúi ruột ông ơi. Ngày hôm sau khi chẩn bệnh, bác sĩ Châu cho biết là phổi Vĩnh lần này đã bết bát thực sự. Không cẩn thận sẽ là một Nguyễn Thụy Hòa thứ hai. Ông khuyến cáo trong lần thăm tới,
phải cầu cứu gia đình cung cấp ngay cái thuốc chữa lao, bằng không thì nguy to. Đôi ba ngày kế tiếp, khi Vĩnh đã một lần nữa hòa mình được vào với nếp sống nơi bệnh xá, thì không khí đón Tết đã thấy phảng phất khắp nơi. Thực ra ở trại Suối Máu không có cái cảnh đón Tết như ở Trảng Lớn và An Dưỡng, không có văn nghệ văn gừng, không múa lân múa võ, nhưng mà không khí Tết vẫn thừa hớn hở. Ở đây tù sẽ được thân nhân vào thăm và tiếp tế trước dịp xuân về. Việc viết thư thăm thông báo cho gia đình vào thăm đã hoàn tất mấy ngày nay. Vĩnh sang bệnh xá và được viết thư báo gia đình lên thăm theo cái diện bệnh nhân. Ở cái diện này, người được thăm có rất nhiều hy vọng được gặp gia đình lâu hơn chút đỉnh. Khi đã viết thư thông báo gia đình xong, Vĩnh lại lân la đi thăm các bạn cũ. Ông Nguyễn Bảo Tục đã xuất viện từ bao giờ? Những người cũ bên khu Thường Bịch chỉ còn anh Nguyễn Văn Đông và anh chàng đại úy quân cảnh tên Chiêu. Riêng Chiêu từ lúc này bệnh đã nặng lắm rồi, anh ta suốt ngày cởi chuồng và đắp ngang mình một cái mảnh bao cát che một ruồi. Mùi hôi thối từ bộ phận sinh dục của anh ta quay mòi còn nặng mùi hơn là mấy tháng trước thật nhiều. Chiêu cứ nằm trên võng suốt ngày và chẳng thèm trò chuyện với ai một lời. Dù sao bên cạnh Chiêu lúc này đã có thêm vài người bạn mới. Họ đều là những người nằm chờ chết vì chứng bệnh ghẻ mủ đã tới hồi lở lói toàn thân. Riêng anh Đông lúc này khép mình dạy nhạc lý căn bản cho mấy thằng bộ đội. Một buổi chiều, Vĩnh nói với anh: "Anh Đông à, anh đau ốm lê lết thế kia mà nhận nhạy giặc cho cái dạy nhạc cho cái tụi nó làm gì? Để sức mà mình nghỉ ngơi chứ." Anh Đông mệt nhọc chống tay ngồi lên trên cái tấm sạp gỗ của anh, lắc đầu nhẹ nhẹ: "Phải dạy cho chúng nó mới biết được cái giá trị của chúng ta chứ." Vĩnh hết ý kiến trước lập luận của anh Đông. Một lập luận trước sau chỉ đem đến cho anh sự mệt mỏi cùng cực. Dù quan điểm khác nhau tí chút về cái vụ dạy nhạc cho mấy thằng vệ binh, tình cảm giữa anh Đông và Vĩnh vẫn duy trì thật tốt. Miếng ngon miếng ngọt chẳng quên nhau. Khi vui vui, anh còn lục thư nhà ra cho Vĩnh đọc. Trong những lá thư ấy, anh khoe có cả thư của một cô ca sĩ học trò của anh, cô ca sĩ Giao Linh. Trước Tết năm ngày thì ngoài khu thăm nuôi đã có những đợt thân nhân đầu tiên vào thăm. Theo lịch trình thăm viếng dành cho các ca, bệnh xá mãi 28 Tết mới bắt đầu được thăm và thăm riêng, thăm lâu. Đó là lời nhấn mạnh một cách cực kỳ vui mừng trước đám tủ bệnh của đại tá Nguyễn Khái là bác sĩ, xếp sòng của tổ y sĩ ngụy của bệnh xá Suối Máu. Trong thời gian chờ thăm cũng như là các ca khác, bác sĩ Cường hậu cần trại bệnh bắt đầu bận bịu với những công tác đi nhận thực phẩm cấp phát đặc biệt cho tù bệnh hưởng trong 3 ngày Tết. Nhưng như bao giờ, trại bệnh không thể cáng nắng được việc nấu ăn. Thế nên gà, heo, rau tươi đều được giao khoán cho bếp K30 lo dùng. Trước hôm thăm 2 ngày thì vào một buổi chiều, trong lúc ngồi đánh cờ tướng với lại Trung Văn nhỏ bên hiên nhà, chỗ nhìn ra cái con lộ đi lại của K4, Vĩnh và nhỏ chợt thấy 4 tên vệ binh lôi một người tù phía ban chỉ huy K4 đến dãy Connect nằm sát hàng rào đối diện với lại dãy cách ly. Người bị lôi trên đường trông gầy guộc xanh xao, chứng tỏ là bị đánh đập rất nhiều. 4 tên vệ binh lôi anh ta đến trước một Connect, mở khóa cánh cửa sắt nặng nề rồi quăng anh vào trong. Trước khi cánh cửa sắt được khóa lại, một tên cất giọng hằn học: "Đổ mệnh à mày, mày cố tình phá hoại sản xuất đó phải không? Tụi tao sẽ quay mày đến khi nào mà trao có thịt lợn ra ngoài thì mới được đó nha mày." Chửi xong thì mấy thằng vệ binh kéo nhau đi. Vĩnh và nhỏ vội đứng lên. Vĩnh tính chạy một vòng báo động với anh em, nhưng mà nhìn sang phía cuối mọc, anh đã thấy một số anh em đứng nấp sau những cái bụi dâm bụt rậm rạp theo dõi cùng cái sự kiện bên ngoài. Khi màn ảnh TV trên dãy nhà bệnh được bật lên, thì nơi cái connect bên ngoài hàng rào có nhiều tiếng huỵt huỵt vang lên. Bọn tù bệnh tò mò nhưng mà không có dám ra hàng rào khi đêm đã xuống. Tất cả chỉ ngồi trong nhà lắng nghe. Lâu lâu trong connect lại vọng ra ít câu chửi thề tục tĩu, và tuyệt nhiên không có ai nghe thấy một cái tiếng rên la nào.
Ơi tổ cha mày, mày giết lợn là tổ chức phải không? Tổ cha mày, ai là người đại diện? Cứ thế những cái lời chửi rủa vang lên, rồi tiếp theo đó là những cái tiếng uỳnh uỵch của chân đá, của báng súng đánh vào một cái thân xác người. Bọn tù bên trong ăn xốn sang vì biết chắc có một người bạn đang bị kẻ thù đánh hội đồng trong cái con nách ngoài kia. Kinh khủng hơn là ai cũng đoán được người bị đánh hiện đang bị nhét dẻ vào mồm. Đây là cái lối tra khảo tàn bạo bậc nhất của Cộng sản. Ăn đòn mà thở ra được, khó chết. Nhưng mà ăn đòn trong cái lúc miệng bị nhét dẻ sẽ ứ hơi và chết như trời. Đông Hải Sơn từ K30 lần sang chú Vĩnh và nhỏ. Rồi Sơn thì thầm, mấy ông biết không á, cái chuyện gì chưa? Khi nãy đó tôi liên lạc với lại bên K4 bên đó, cho biết là người bị nhốt là đại úy tên Hiền. Anh ta gốc K4 và bị giải giao từ trảng bơm về đó. Qua cái câu chuyện kể lại, Vĩnh và nhỏ còn được biết chi tiết tại sao Hiền bị tra khảo dữ dội như vậy. Số là Hiền được bọn bộ đội giao nhiệm vụ chăm sóc đầu non chục con heo cho chi nhánh K4 trên trảng bom. Sau một thời gian heo được nuôi mập mạp thì chúng khởi sự chết. Nay chết một con, vài ba ngày sau thì chết thêm một con, rồi vài ba ngày sau nữa, cho đến lúc bầy heo chỉ còn lại 2 con. Phân trại 4 bên trảng bom nhờ đó được ăn thịt heo đều đều. Đùng một cái có một thằng ăn ten chó đẻ đi mắt với bọn hậu cần trại, rằng thì là Hiền giết heo để cả trại có thịt ăn, giết bằng cách vài ngày lại bỏ vào lỗ tai của một con heo mấy cái hạt đậu xanh. Heo vốn rất là yếu, lắc lư đầu một cái là bị chật xương cổ, là hết thuốc chữa. Hiền do đó bị bọn an ninh trảng bom còm và đánh đập tra khảo mấy ngày liền. Sau được hoàn trả về cho bọn an ninh K4, suối máu tiếp tục tra khảo. Hiện tại thì có cuộc tra khảo đang diễn ra trong cái con nắc bên ngoài hàng rào. Bên trong Vĩnh và các bạn đang còn nghe rõ mồm một những cái tiếng chửi rủa và đánh đập Hiền của bọn an ninh. Hiện tại cuộc tra khảo đang diễn ra trong cái con nắc bên ngoài hàng rào. Bên trong Vĩnh và các bạn đang còn nghe rõ mồm một những cái tiếng chửi rủa và đánh đập Hiền của bọn an ninh. Ba người gồm Sơn, Vĩnh và nhỏ ngồi yên lặng lắng nghe. Một lúc sau có vài ánh đèn pin loáng thoáng ngoài phía connect. Tiếp theo có mấy tiếng cằn nhằn và chửi tục nho nhỏ, giống như là mấy thằng bộ đội đang gấu ó nhau chuyện gì đó. Rồi thì cửa connect lại được đóng lại, chúng bỏ đi. Khu connect được hoàn toàn trở về với bóng tối, với những tiếng côn trùng rả rít khởi sự, cử một cái điệu buồn về đêm. Sáng ngày kế tiếp, trong lúc bệnh trại và Húi Mộc thình lình bị trải qua một cái cuộc kiểm nghiệm đồ đạc cá nhân, thì nơi cái connect nằm bên lề đường kia, đi lại của cái bọn K4 lại diễn ra một cái trò lạ mới. Khoảng 8 giờ sáng, trong lúc vừa thu đồ để mà chạy ra ngoài sân cho bọn bộ đội và quản giáo khám xét, bọn Vĩnh vẫn chú mục theo dõi những cái sự việc diễn ra trong cái khu connect. Cánh cửa connect đã được bật mở. Vì connect nằm chết về phía ban chỉ huy K4, nên những người đứng trong sân trại bệnh không thể nhìn thấy những gì đang xảy ra bên trong connect. Tuy nhiên có một điều chắc chắn ai cũng nhìn thấy là bọn cán binh Cộng sản đang chụp ảnh rất nhiều góc cạnh từ trong cho tới ra bên ngoài của connect. Tại sao lại có màn chụp hình chụp ảnh? Bọn tù trong sân trại bệnh đều ngạc nhiên tự hỏi. Ngó thấy mấy thằng an ninh K4 làm việc rất gấp, cộng với những cái lời thì thầm to nhỏ của bọn chúng. Không nói ra, nhưng mà bọn Vĩnh đều đoán biết hẳn phải có một cái gì khá hệ trọng đã xảy ra. Một lúc sau đó bên kia cái hàng rào đơn cách khoảng cái trại bệnh và khu K4 ra thì chỗ gần cổng ra vào, Vĩnh và các bạn thấy một người ngồi ủ rũ dưới đất. Hình như anh ta đang cố gắng vuốt vào ngực một tiếng khóc đứt ruột. Chưa ai đoán ra chuyện gì,
thì một cái băng ca được hai thằng bộ đội khiêng vào bên trong connect. Một lát thì chiếc băng ca được khiêng ra. Bên trên có một người nằm và tấm vải bẩn thỉu màu kít ngựa đắp trên mặt anh ta cho mọi người biết anh đã chết. Đến lúc này anh chàng ngồi nơi cổng ra vào của K4 hình như không còn cầm được tiếng khóc nữa. Anh ta bỗng rống lên như một đứa trẻ, đầu gục vào hàng rào thép gai. Bọn Vĩnh lắng nghe được những tiếng kể lể đứt ruột của anh như sau. Cách mạng ơi, xin cho tôi được nhìn mặt anh tôi lần cuối cách mạng ơi. Anh ơi, làm gì mà chết khổ vậy anh ơi? Ai đã ăn heo mà chỉ mình anh chết thôi anh ơi? Khi người chết được đưa đi và người than khóc bên K4 bị vệ binh chĩa súng đuổi vào bên trong, thì bọn tù binh đã được khám đầu xong. Vĩnh và Nhỏ lần lượt thu vén đồ đạc mang về phòng trước vuông sân bên dãy phòng bường bệnh. Vĩnh thấy anh Nguyễn Văn Đông đang bò lê trên đất để mà thu nhặt cái lon cái cống. Lúc này thì bệnh xương khớp của anh đã quá nặng, nặng đến độ anh không thể đứng, không thể đi mà chỉ có thể chậm rãi bò từng chút trên mặt đất. Bọn cán bộ khám xong đồ đạc của bệnh nhân thì khởi sự khám đến đồ đạc của các ông bác sĩ Ngụy. Ông Khái, ông Cường, ông Thiết, ông Các đều đang sửa soạn bày chợ trời ngoài sân để đợi quản giáo tới khám. Tuy nhiên thì bọn chúng cũng chẳng ngu gì. Trong lúc mấy ông bác sĩ đang lúi húi thu vén đồ đạc trong phòng để mà khuôn ra sân, thì tên quản giáo đã ập vào khám tại chỗ. Người mang họa đầu tiên và duy nhất là bác sĩ Châu. Ông Châu đã hàm oan một chuyện mà không có thể đính chính với bọn cai tù. Ấy là chúng khám trong sắc của ông và tìm ra một số tiền 250 đồng bạc mới. Số tiền này thực ra đối với giới văn vọng giàu có như ông Châu chẳng là bao, nhưng đối với một cán binh cộng sản thì đó là cả một gia tài lớn. Muốn có số tiền đó, chúng phải dành dụm trong nhiều năm họa may mới có thể có được. Khi khám thấy số tiền khổng lồ này, chúng đã lôi bác sĩ Châu ra hạt hỏi. Vì sợ liên lụy cho gia đình, ông Châu đã không dám nói thật ra rằng đó là số tiền vợ con ông đã giấm dúi cho ông trong mấy lần thăm trước. Ông sợ nếu khai thật, vợ con ông có thể rắc rối với địa phương, vì chúng sẽ đặt dấu hỏi tiền ở đâu ra mà lắm thế. Thế rồi chả hiểu nói quẩn nói quan như thế nào, bọn quản giáo quy ông vào cái tội lợi dụng cách mạng ưu đãi, cho lên bệnh xá hành nghề chữa bệnh cho các cải tạo viên đã trổ máu giam than ngày cũ, ăn thủ lao trái phép và nhận hối lộ của các cải tạo viên giả ốm bệnh, trốn học tập cải tạo. Ông Châu bị mạt sát thậm tệ rồi bị làm tự kiểm. Số tiền 250 đồng của ông rốt cuộc được khung, sung công vào. Lần thăm nuôi đã qua, để cái Tết thứ ba ở trong tù kéo đến. Ăn Tết ở Bình Tư là không có vui nhộn bằng cái ăn Tết ở K. Câu chuyện xảy ra vào sáng mùng 1 Tết bên K5 vẫn đã được Nguyễn Đình Tạc tường thuật đầy đủ. Lúc hẳn và một người nữa khiêng một bệnh nhân lên bệnh xá trong một cái trường hợp cấp cứu. Gặp nhau, Tạc khoe rằng là trong lần thăm vừa rồi, anh đã được cô em gái từ Bắc lặn lội vào thăm. Dù sao điều này cũng đáng vui cho riêng Tạc. Năm 1954, ông cụ Tạc dẫn thằng con trai duy nhất vào Nam tìm tự do. Bà cụ tiếc vườn tiếc ruộng không đi, chấp nhận ở lại với đứa con gái nhỏ. Hơn 20 năm sau, theo như Tạc sung sướng diễn tả, quả thực máu đâu ruồi bâu đấy. Sau khi nhấp chút rượu thuốc Vĩnh trao cho thì gia đình Vĩnh đã vào thăm, tiếp cho Vĩnh một chai rượu thuốc ngụy trang trong một cái chai nước mắm. Tạc uống xong thì Tạc mới kể tới cái câu chuyện lị ly kỳ xảy ra ở bên K5. Khởi đầu là chuyện tên an ninh gác khu thăm viếng bị em vợ Bùi Vịnh vác guốc bổ vào đầu vì hắn lợi dụng khám đồ khám luôn người ngợm của cô em thế nào đó. Chỉ tội cho Vịnh là đã bị cấm thăm, còn bị khung kêu lên chửi bới một trận, rằng thì là không biết dạy dỗ thân nhân.
Hết chuyện Bùi Viện lại đến cái chuyện mấy bà đi thăm nuôi, gian cảnh bợp tai cán bộ nhà nước ngay trên xe đò về cái tội rờ ngực gái già giữa thanh thiên bạch nhật. Tuy nhiên thì câu chuyện xảy ra đúng sáng mùng 1 Tết ở bên K5 mới đáng nhớ và đáng ghi vào văn chương truyền khẩu dân gian. Tặc mới kể, mãi đến 9 giờ sáng thì một thằng vệ binh vào khám xét hội trường mới khám ra nhà. Trên bàn thờ đó thủ cấp của Hồ Chí Minh, không biết là từ bao giờ đã được một nhân vật vô danh đặt một cái chén sắc bột bo bo và dán một cái câu đối như thế này: mừng xuân đảng nuốt tròn sông núi, cúng bác tôi nhường nửa chén khoai. Tệ hại hơn đó là nơi cái cằm của Hồ Chí Minh dính đầy đờm dãi và được gắn lưa thưa ít cái cọng râu làm toàn bằng cái lông bậy bạ lấy ra từ cái nơi kín đáo của con người. Dĩ nhiên là cái thằng vệ binh nhảy cỡn lên như là gà mắc đẻ, nó phóng chạy về ban chỉ huy báo động ầm ĩ. Rồi thì kế đó là chuyện gì đến phải đến thôi. Sáng mùng 1 Tết, con dê tức là cái Tết thứ 3 trong tù, tù cải tạo K5 chạy suối máu bị tập trung lên hội trường để mà nghe tên chửi bới sùm của cái thằng chủ trưởng trại đó. Tuy nhiên thì càng bị chửi thì bọn tù càng khoái anh à. Vì chính cái giờ này nó là nhờ cái sự chửi bới này mà một vấn đề mà lẽ thường nó là phải giấu nhẹm đi thì lại được công khai hóa trước hơn 700 người vốn chẳng lấy gì làm kính yêu bác cho lắm. Tên trưởng trại đã nói là bác kính yêu là một cái người mà đến ngay kẻ thù cũng phải hết lòng kính trọng. Ấy thế mà đêm hôm qua, lợi dụng lúc mọi người chờ đón giao thừa, một kẻ cực kỳ phản động trong trại ta đã dám làm thơ văn để mà nhục mạ bác, lại còn dán cả nông lên trên cằm của bác nữa. Thế là sáng mùng 1 Tết cả K5 coi như là được lì xì một trận cười miễn phí no nê. Qua tạc, Vĩnh còn được biết 20 anh em đã được đem từ Bắc vào toàn là thành phần tù binh. Có những người đã bị giam từ năm 1960 vì bị bắt trong những cái cuộc nhảy toán thực hiện từ thời đệ nhất Cộng Hòa. Họ là những cái người rất can trường và cứng đầu. Dám cái đám này đã được chuyển đi và nghe nói là họ đưa về căn cứ Sóng Thần làm thủ tục cho về đoàn tụ với gia đình. Thưa quý vị thính giả, hôm nay gửi đến quý vị phần thứ 55. Trời tháng 4, tháng 5 là cao điểm nóng ở Biên Hòa. Cho dù trại bệnh được nằm sạp gỗ và sống trong một môi trường không có đến nỗi chen chúc nhau như ở các ca hoặc là hỏa ngục trần gian như trong các dãy Connect, nhưng quãng 10 giờ sáng, sau khi các bác sĩ khám bệnh là bọn tù bệnh đã lục đục kéo nhau ra giếng tắm. Bên ngoài bờ giếng có một cái chảo xích quai thật lớn của nhà bếp thải ra dùng để chứa nước tắm cho người tù bệnh. Theo đúng nội quy của bệnh xá thì các đấng bác sĩ ngụy còn kiêm cả cái nhiệm vụ kéo nước cho tù bệnh tắm. Tuy nhiên ở bệnh xá mấy tháng thì Vĩnh chỉ thấy ông bác sĩ Khái, bác sĩ Châu hoặc là bác sĩ Nam chăm làm cái việc này để phục dịch lũ tù bệnh. Có thể ba vị này đã vào cái tuổi 50 cả, cái tuổi tương đối bớt tự ái vặt và nhẫn nhịn. Còn mấy ông bác sĩ trẻ thì hiếm khi thấy các ông ấy chấp hành đúng cái nội quy quy định về cái việc này. Riêng bọn tù bệnh thì mỗi lần ra giếng tắm là chính cái bọn cách ly như Vĩnh lại là cái bọn không cần phải làm phiền tới ai cả. Điều ấy có nghĩa là tự đi ra giếng, tự kéo nước lên và tự tắm rửa lấy được. Thế nhưng bên dãy thường bệnh thì lại khác. Đúng như là ông bác sĩ Các, một ông bác sĩ làm biếng nhất trong những cái ông bác sĩ, nói là họ là cái rối rắm của cuộc đời. Mà quả vậy thì không rắc rối sao được. Một khi chưa muốn tắm, chào ôi cả chục ông bác sĩ phải khiêng anh ta ra giếng. Người thì cởi đồ, người thì tháo băng, người múc nước, người kỳ lưng, người thì rửa đít. Đến ngay nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông cũng đã là một cái rắc rối khá to rồi. Anh Đông thì đi đứng không có được, mấy ông bác sĩ lại phải chạy qua cái khối thợ mộc nhờ một tay to con tốt bụng cõng hộ anh ra cái bờ giếng. Chỉ cần thế thôi, vì khi ra tới bờ giếng rồi, anh vẫn có thể bò ngang bò dọc để mà múc nước từ cái chảo ra tắm gội lấy có một mình. Mỗi lần theo các bạn ra giếng tắm giải nhiệt thì Vĩnh hay tò mò ngồi ngắm cái hoạt cảnh bi hài đang diễn ra xung quanh.
Trong lúc anh Đông ngồi tê liệt một chỗ, thì đôi mắt nhíu nhíu dưới cái ánh nắng chan hòa, tay vòng ra sau lưng kỳ cái lớp da xám xịt vì những cái vết sẹo ghẻ còn lưu lại từ một cái mùa ghẻ cả nước. Thì anh chàng Mẫn của K-30, một cựu trung sĩ an ninh quân đội, người tự xưng là Lã Phi Khanh, dịch giả của bộ kiếm hiệp Lệnh Xé Xác, chẳng biết thực hư ra sao, thao thao bất tuyệt về cái món di ảnh kỳ hình của một cái nhân vật trưởng mà anh từng dịch, về những cái giai nhân tuyệt sắc trong cái chuyện tàu anh đọc. Lúc dù rằng còn sống, ông cụ Hòa đã quả quyết với Lệ Vĩnh: Lã Phi Khanh tôi chưa bao giờ, nên không có biết sử ấy có thực là Lã Phi Khanh không. Dù có điều tôi thử vài ba lần thì tôi biết chắc và dốt đặc không có biết một chữ tàu nào cả. Hoặc giả là cũng ngoài cái bờ giếng, Vĩnh có thể vừa tắm vừa ngó thấy anh nuôi ở cái bếp K-30 nhồi bột ngay cạnh cái dãy cầu tiêu đầy ruồi và giòi bọ trắng mặt đất. Những con gà của lũ tù nuôi đứng mổ ăn từng con giòi mập ú ấy. Trên chất về phía đầu dãy thì anh Mẫn trùng tên với lại Mẫn của Lã Phi Khanh của K-30, một tù nhân thuộc cái diện gọi là tệ đoan xã hội, bị bắt vì hút thuốc phiện, được chuyển từ trại Bùi Gia Mập về, bị bệnh trĩ đến cái độ có thể nói là không còn thuốc nào chữa nổi. Anh ta mỗi lần rời khỏi cái cầu tiêu đầy ruồi và giò bọi nằm cạnh cái bếp K-30, phải bò trên đất mới về được tới cửa phòng. Về tới đó thì anh còn phải ngồi xổm cả nửa tiếng đồng hồ, chờ cho cái khúc trực tràng xa ra ngoài đỏ lõm những cái là máu mủ và phồng to như là một cái bong bóng lợn, từ từ teo lại và rút vào bên trong. Lúc ấy thì anh mới đứng lên săn lét và run rẩy lết về cái chỗ nằm. Cũng từ cái chỗ bờ giếng này, vẫn có thể nhìn qua cái lớp kẽm gai xét rỉ sau cái dãy cầu tiêu và thấy rất rõ cái sinh hoạt của một góc K3, cũng như là những cái luống cải tươi tưới phân tươi đầy ruồi, những cái dãy cầu tiêu xây bằng gạch đỏ còn sót lại từ chế độ cũ, cũng những cái dãy nhà tôn nóng bức và ẩm thấp làm cái nơi chôn ăn trốn ở cho bọn tù, cũng một hai cái vuông sân bóng chuyền nhưng tù chẳng bao giờ có bóng mà chơi, cũng những hình của các nhân vật vất va vất vưởng ốm đói, cũng những cái thằng quản giáo mặt mũi lầm lì và đần độn lâu lâu quấn qua quấn lại nơi khu bếp tập thể như muốn ăn trộm một cái gì. Mấy ngày nay, ngoài những cái hoạt cảnh quen thuộc trên, Vĩnh và các bạn còn phát hiện ra bên K3 có thêm một cái hiện tượng mới. Từ trong một dãy nhà trống, có thể là hội trường của K3, lâu lâu lại vang lên những cái tiếng chửi rủa thật là rùng rợn. Nhiều khi những câu chửi ấy xúc phạm một cách nghiêm trọng đến cả Bác Hồ kính yêu nữa. Ôi trời ơi, tao đã nói là tao tên là Hồ Công Minh, tao không có phải là Hồ Chí Minh. Thằng Hồ Chí Minh nó chết thúi cả ở trong cái A Tăng Bì, ngoài A Đình ấy mà. Còn tao là Hồ Công Minh, Hồ Công Minh. Sau những cái câu chửi rủa thường có những cái tiếng vật lộn, tiếng ú ớ của một người bị nhát dẻ vào miệng. Cũng có khi vang lên những cái tiếng huỳnh huỵch của người bị đánh bằng báng súng vào lưng hoặc là bị đá vào bụng. Một buổi trưa sau những cái câu chửi rủa la hét như mọi ngày, Vĩnh và những người bên trại bệnh đều nhìn thấy một người trần truồng thoát chạy ra khỏi cái dãy nhà trống một đầu hồi ở bên K3. Người ở chuồng ấy chạy thục mạng về phía những cái luống rau cải xanh nằm gần dãy nhà hàng rào ngăn đôi cái trại bệnh và K3. Đầu tóc thì bờm sờm, thân thể thì dơ dáy, mặt mày thì lem luốc, bụng có vẻ bị bệnh chướng. Đại thể anh ta là một người đang trong cái tình trạng điên loạn. Anh chạy như bay đến mấy cái luống cải, cúi xuống nhổ luôn hai cái bụi cải và cho lên miệng nhai rau ráu. Vừa nhai ăn vừa ngước mặt lên cười và nói những cái điều thật vô nghĩa. Vừa lúc ấy, 5-7 người khác cũng là tù cải tạo K3 ùa chạy đến bên anh và miệng la làng với nhau: Ê, giật lấy cái cải ra, trời ơi đừng ăn mất không à. Thế rồi thì mấy người có đồng nhau hè nhau nhảy vào con vật người cởi chuồng xuống đất, giật phăng đi mấy cây rau cải dính đầy phân người của anh ta. Anh vùng vẫy chửi rủa la hét, nhưng rồi cuối cùng anh đành thúc thủ trước sức mạnh của 5-6 người bạn, anh bị khiêng trở lại dãy nhà.
Hiện tượng Hồ Công Minh, chỉ đôi ba ngày sau đó thì bọn tù binh và anh em bên K-30 đã hiểu hết sự tự. Người điên Hồ Công Minh được trói khiêng sang bệnh xá vào đúng một buổi trưa nóng như là lửa đốt. Minh được trói thật chặt, trói bằng dây thừng to bằng nửa cổ tay. Hai vệ binh hướng dẫn cả chục tay tù cải tạo áp giải anh sang cái bệnh xá. Ông bác sĩ Châu ra nhận bệnh với cái dáng vẻ thật là e ngại. Thực ra thì mấy ông bác sĩ ở đây đã có nhiều kinh nghiệm về những người bệnh điên được chuyển qua bệnh xá. Biện pháp này quá vô ích và khôi hài, không có khác nào hành động đánh bùn sang ao. Một mặt bệnh xá không có chứa được bệnh điên, không có cả phương tiện tối thiểu để kiềm chế người điên khi cần thiết. Mặt khác chỉ gây phiền hà và nguy hiểm cho những cái người bệnh vừa đói thuốc lẫn đói ăn nơi đây. Nhưng mà lệnh nhận của bệnh thì cứ phải vui vẻ mà ra nhận. Trời tháng 4, tháng 5, bệnh xá vốn đã nóng như là một cái lò bánh mì. Thêm Hồ Công Minh thì cái lò bánh mì ấy đã muốn biến thành một cái lò thuốc nổ. Vĩnh đã từng gặp một số người điên trong tù, kể cả thời chàng lớn lên tới đây. Anh chàng thân của khối 4L4T3, một người điên nhưng phát ngôn không điên tí nào lúc anh từ chối làm cái bản tự khai. À, tao không có khai đâu, vì tao chẳng có tội với lại cái thằng đếch nào cả. Anh chàng Trương Hồng từ trại An Dưỡng, một người điên củ mỉ cù mì, luôn luôn bảo đảm ngày lao động và đạt chỉ tiêu cho mọi công tác khổ dịch. Chỉ tội là mỗi khi rảnh rỗi thì anh lại ngồi tỉ mỉ vẽ cái máy bay tàu thủy với cái niềm hy vọng là chính những máy bay tàu thủy ấy sẽ có ngày chở anh thoát khỏi nơi đây. Anh chàng Mẫn của trại An Dưỡng, kẻ tự xưng mình là tân giáo chủ tôn giáo Liên Hiệp Thế Giới, bị đánh đập cùm kẹp rồi bị tha luôn ra ngoài Bắc. Anh chàng Phạm Xuân Đồng của K5, một người điên mà nếu xếp trên một vài thành quả, anh còn tài hơn chán vạn người không có điên. Ấy là đã 3 lần trốn chạy mò về thăm mẹ và lần nào cũng thành công. Bây giờ Vĩnh biết thêm một người điên mới, người điên Hồ Công Minh, một cựu đại đức tuyên úy Phật giáo của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Bệnh xá có 3 dãy nhà. Người điên không thể được cái vinh dự nằm chung dãy với lại các bác sĩ, dù là bác sĩ có cùng gia phả tù ngụy. Người điên lại càng không có nên đặt nằm trong cái dãy thường bệnh, gồm toàn những người tê dại, tê liệt, bại sụi, không có thể đi đứng dễ dàng. Giải pháp hay nhất vẫn là tống cổ cái anh chàng điên này vào nằm chung với bọn cách ly là im chuyện nhất. Một phần thì khu cách ly rộng rãi, phần khác thì bọn Vĩnh dù ho lao nhưng mà hai chân vẫn chạy được khi cần thiết. Có lẽ là mấy ông bác sĩ tù đã nghĩ như thế cho nên là họ đưa Hồ Công Minh vào nằm chung phòng với Lê Vĩnh và nhỏ. Vĩnh không có một tí kiến thức nào về phương pháp trị liệu, ngay cả cái cách đối phó đối xử với người điên, nhất là khi họ lên cơn. Hiện nay Vĩnh chỉ biết là ông bác sĩ Thiết đã chích chào mừng người điên một cái mũi thuốc mà theo ông ta, một con trâu chỉ cần 2/3 cái lượng thuốc này cũng đủ ngủ dập ngủ vui rồi. Ống thuốc khá to, ngay khi mũi thuốc được rút ra khỏi đùi thì bắp đùi người điên đã nổi ngay lên một cái múi thịt to tướng. Lúc chích thuốc cho Minh thì Minh đang lên cơn, có lẽ là anh ta không có thấy đau. Sau khi mũi thuốc được rút ra, 5-7 anh bạn bên khối mộc xúm lại đè nghiến Minh xuống và trói gô anh vào cái tấm sạp gỗ. Minh gào la chửi rủa, nhổ đơm nhổ bọt. Tao là đồng là Hồ Công Minh, tao không có phải là thằng Hồ Chí Minh, tao là Hồ Công Minh mà. Nghe chửi thì một trong hai thằng vệ binh đứng ngoài cửa phòng chợt nhảy vào. Nó giơ cao cái báng súng và đập lia lịa vào mặt người vào ngực của thằng Minh. Thấy ông bác sĩ và bọn bệnh tù ai cũng thấy đau nhói trong tim trong óc nhưng mà đành bó tay. Cái thằng vệ binh vừa giọng vào súng vào mặt vào cổ của người điên vừa chửi: tổ cha mày cái thằng bố nào bố nếu giả điên chửi nhảm phải không, tổ mẹ đánh chết cha mày cái thằng hỗn láo à. Bác sĩ Châu mới nhanh trí vội làm mặt giận, hét mấy anh em bên khối mộc: anh Đào anh Sơn đâu rồi, mấy anh kia nữa nhảy vào nhét dẻ vào miệng nó, đừng có cho nó nói bậy nữa mày, trời đất ơi. Mấy anh tù đứng ngoài như hiểu ý, họ thấy nhau nhảy vào và phủ lấy người của Hồ Công Minh.
Tên vệ binh thấy vậy thì ngừng tay đánh. Nó nhảy ra ngoài vài bước, đứng hằn học nhìn và miệng không có ngớt chửi rủa. Một lúc sau thì miệng của Min đã được nhét dẻ. Giờ đây chỉ còn đôi mắt đỏ như lửa và lạ lùng thay. Nó dịu hẳn xuống khi mà hai thằng vệ binh đã quay gót bỏ đi. Những cái ngày kế tiếp, lãnh đủ với người điên Hồ Công Min, dĩ nhiên là Vĩnh và Nhỏ. Khi Min tỉnh thì hai người phải thay phiên nhau dỗ ngon dỗ ngọt để đút cho ăn từng cái miếng bo bo hoặc là bột luộc sắt nhỏ. Lúc ăn lên cơn thì cả hai chỉ có nước ù té chạy báo động. Khủng khiếp nhất là lúc Min lên cơn vào cái lúc nửa đêm khi hai người ngủ say. Có lần Min nhảy qua đấm chung Văn Nhỏ túi bụi vào miệng chửi rủa ầm ĩ: "Cái thằng Hồ già, cái thằng Hồ già, cái thằng Hồ già, tao chả y bát ăn thua đủ với mày. Thằng Hồ già, thằng Hồ già, cho mày xa A tăng tì nè." Những cái lúc như thế thì Vĩnh và Nhỏ tung chăn chiếu chạy ùa ra cõi ngoài trong nhà ra ngoài sân. Được cái là Min không bao giờ đuổi theo. Khi thấy hai người đã bỏ chạy là ăn tự động ngồi xuống một góc phòng. Miệng thì lâm râm tụng những cái chuỗi phạn ngữ thật là lạ tai. Tuy nhiên thì sự nổi điên của anh thường không có nặng lắm và không kéo dài. Nếu có nặng chăng, theo cái sự quan sát và nhận định chung của hầu hết mọi người trong bệnh xá, là khi anh thoáng nhìn thấy một cái nón cối, dù là cái nón cối ấy do tù hay là do cai tù đội, đều làm cho anh nổi điên đến cái độ hung tợn. Mắt anh đỏ lên như là hai cái hòn máu và lao tới như chỉ để bẻ cổ cái kẻ đang đội cái nón cối ấy. Khi sự phá phách về đêm của Hồ Công Min chợt tăng lên, cao điểm là anh đã đánh Vĩnh, chụp lấy lon muối mè của Vĩnh để ở đầu giường ăn ngấu ăn nghiến, thì một biện pháp cần có cho Hồ Công Min được các bác sĩ nghiêm trọng đặt ra. Thương thì thương, nhưng vẫn phải tìm cách cùm thằng Minh lại. Khối mộc được nhờ để thực hiện một cái cùm. Kiểu cùm có đế gỗ, và chỉ một ngày sau đó thì Hồ Công Min hoàn toàn bó tay ngồi một chỗ. Khi anh ta tỉnh táo thì hoặc Vĩnh hoặc là Nhỏ hoặc là Nông Hải Sơn dụ dỗ đút cho anh. Khi anh ỉa đái thì lấy cái nước tắm gội tại chỗ. Khi anh lên cơn điên cứ mặc cho anh vật vã với lại cái cùm dưới chân. Khi anh chửi bác kính yêu thì đành đè anh xuống, âu yếm nhét tí dẻ vào miệng anh ấy để cái thân đau ốm ấy đỡ phải quằn quại dưới cái đấm, dưới cái đá vô nhân của bọn quân thù. Thì cả trại bệnh rỉ tay nhau về những cái tin đồn xảy ra bên ngoài xã hội. Chẳng hạn là ông cha Thanh, người hùng chống Thiệu, đã bị cách mạng hỏi thăm sức khỏe Tống Cổ và Chí Hòa. Hoặc là dân Chí Hòa gọi là đất thép thành đồng của cách mạng từ Tết đến giờ đã nhiều lần nổi loạn. Đặc biệt nghe đâu đã có một hai trại tù được anh em ta mò về giải thoát. Lần đầu vào cuối tháng 2 và lần vừa rồi vào đầu tháng 5 thì dãy cách ly lại được rước thêm một vị điên nữa. Kính thưa quý thính giả, chương trình đọc hồi ký Đại học máu của Hà Thúc.